mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số cây kiểng để giao lưu tất cả cô chú anh chị mình trên toàn quốc ha. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình gần xa thông qua số điện thoại của em là 0939700449, em ở Tân Lợi 2 Tân Hưng Thốt Nốt Cần Thơ. Hôm nay em gồm có là mai chiêu thủy, nguyệt quế, linh sam, bằng lăng rừng nha. Một số cây kiểng mini khác nữa ha cô chú anh chị. Mã số 1D em giao lưu đây là cây bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ, hàng dáng khá là độc đáo nha. Em xin đo cái chiều cao. Cái thân thì dáng lông, ở dưới thì là bệ đế đặc lớn. 89 là tổng chiều cao của cây. Cây này đây hiện tại là đang cho hoa nha. Mình về mình có thể ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái ha. Rồi em đo tổng bệ. Tổng bệ đặc này em đo được là 88 hoành. Cây cực kỳ già. Nu xù khá là đẹp ha cô chú anh chị. Hoa đang ra. Tím màu tím cũng khá là đẹp. Cái này nó sắp rụng mà nè, bởi vì cánh của nó còn không có đủ. Nó không có trái nha cô chú anh chị. Rồi em giao lưu trọn bộ phí ship. Cây này có giá là 1.700.000 đồng. Tới nơi nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Với số tiền lớn thì khách hàng đầu tiên bên em sẽ xin cần cọc 1-200.000 trước khi em gửi hàng nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 2. Cái này là cốt lớn. Chiều cao tổng của cây là 72. Chính sách bao sống bên em là 3 tháng nha. Thì trong thời gian đó cây nó cũng có sức sống ổn định rồi ha cô chú anh chị. Sống như những cây thuần bình thường rồi. Bệ này em đo được là 72. Cây hiện tại là bọng không có sâu nha. Dòm kỹ những cái mặt này giúp em ha. Phía sau nè. Mặt khá là đẹp. Rồi em giao lưu trọn bộ phí ship đến cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 1.200.000 đồng. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha. Dòng lá nhỏ. Rồi. Cây mã số 3. Này nếu mình trồng dáng bay cũng được, muốn nó đổ thì mình trồng đôn cái chậu về phân đây chút xíu cho nó đổ xuống. Tổng chiều cao em đo được là 39. Những cây này dáng thế rất là quái nha. Dạ. Tổng như thế này em đo là được 68. Cây hiện tại mình thấy vậy chứ nó đâm chồi li ti hết trơn này nha cô chú anh chị. Da rất là tươi và xanh. Em đo tổng cái bệ chỗ này ha. Như thế này là được 74 hoành. Giá giao lưu trọn gói là 1.400.000 đồng. Cây số 3D 1.400.000. Số điện thoại của em là 0939700449. Rồi cây mã số 4D. Em sẽ nhắc lại dòng này là hoa tím lá nhỏ, hàng khai thác bằng lăng rừng nha. Tổng chiều cao là 66. Hàng bọng lũa nha cô chú anh chị. Mấy cái nu nó khá là lớn nha. Bọng nè. Bọng này bọng cũng bọng đẹp nha cô chú anh chị, chứ không phải là bọng bị mục hay gì chân nha. Em đo tổng bệ như thế này là được 80. Những cái đường lũa khá là sành. Da trắng nha. Sức sống ổn định hết trơn rồi. Rồi em giao lưu trọn bộ phí ship. Cây này có giá là 1.200.000 tận nơi. Mà số 4D. Mà số 5D. Rồi. Em đo chiều cao được 80 nha cô chú anh chị. Những cái mặt cắt do vết gãy tự nhiên thì cô chú anh chị mình về làm lại giúp em ha. Cây thì quay làm sao thì em đi như vậy nha cô chú anh chị. Hàng bầu này dâm mũ của chú anh chị mình gỡ bỏ cái phần băng keo lớp ngoài giúp em nha, lên cái phần bao này luôn ha. Tưới giữ ẩm, về tưới thêm một cử bam tử kích rễ, cử kích rễ giúp em nha. 60 là tổng bệ của cây. Cây em bao sống, hàng này em bán cũng mấy năm rồi ha, nên cô chú anh chị mình an tâm. Bệ này tàn đa khá là đẹp. Rồi em giao lưu trọn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây này cũng có giá là 1.200.000 đồng.
mà số 6D. Hàng lùng lực nha cô chú anh chị. Bệ đặt luôn. Chiều cao tổng em đo được có là 40. Đây. Nu cực kỳ đẹp. Mặt cắt bao da rất là mạnh luôn. Tổng bệ như thế này là được 73. Nguyên bệ để đặt ha, khá là đẹp luôn. 6D, em giao lưu trọn bộ phí cho cô chú anh chị mình giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng bao phí ship. Cây 7D. Em về nhiều kích cỡ cho cô chú anh chị mình dễ lựa chọn ha. Chiều cao tổng em đo được là 46. Ai lấy từ 2 cây trở lên thì bên em sẽ có giá giảm nha cô chú anh chị. Các mặt cắt làm cũng khá là gọn gàng sạch sẽ rồi. Tha keo rồi hết trơn này nha. Bệ này là được 80 hoành. Đó, giống như hòn nông bộ từ thấp lên cao ha. Rồi em giao lưu trọn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá trị 700.000 đồng bao phí ship. Cây mã số 8D. Tổng chiều cao em đo được là 37. Dáng thế cũng khá là đẹp ha. Mấy cây này thì chưa râm chồi, cô chú anh chị mình lưu ý cái phần giữ ẩm giúp em ha. Cái phần lỗ bọng này thì bên em đã xử lý hết trơn rồi nha. Bao sóng nên cô chú anh chị mình an tâm. Hàng cây xanh tươi. 80 là tổng bệ. Đó, mã số 8D. Em giao lưu trọn bộ phí ship, cây này có giá là 900.000 đồng tới nơi, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã số 9D. Em về hàng cây miền Tây nha. Đây là linh sam sông Hinh, hàng nuôi ống nha cô chú anh chị. Đế sổ cực kỳ đẹp. Cây cực kỳ già luôn. Tổng chiều cao chuẩn của cây là 59. Cốt cành cực lớn ha. Tổng tàn em đo 90. Rộng tàn luôn nha cô chú anh chị là được 60. Cái này nằm trong chậu Biên Hòa Đồng Nai mới nha. Rất là nặng. Mà số 9D. Em đo ở chỗ này hai thân nó quyện vào nhau ha. Đây. Một cốt chính là được 14. Tổng luôn là được 33. Như thế này em đo được là 43. Sổ đế là được 25 nha. Hàng cực kỳ già, phôm tàn chi tay khá là ổn định. Một cái chậu này cũng khoảng 300-400 ngàn rồi ha cô chú anh chị. Nhưng mà khi em mua thì có chậu này luôn, cho nên em sẽ ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình ha, chứ em không có giữ lại làm chi nha. Rồi 2.400.000 đồng bao phí ship trọn gói, bao luôn chậu. Chậu đó là chậu Tứ Linh Long Lân Quy Phụng nha cô chú anh chị. Rồi cây này với giá là 2.300.000 nha. Cũng là dòng sông Hinh ghim tím ha. 52 là tổng chiều cao. Linh sam này rất là dễ để hoa nha cô chú anh chị. Mình tiến hành lặt lá trụi hết xong cái bắt đầu mình cắt nước 1-2 ngày giúp em đi. Xong rồi tưới nước dưỡng lại. 68 là tổng tàn. Ủa 86 nha. 86 tổng tàn dài. Còn rộng tàn thì tầm khoảng 60 nha cô chú anh chị. Cái này thì chỉ một thân thôi. Một thân sổ đế xuống thôi. Em đo, em quay một lần nữa đi. Chỗ này em đo được là 27. Cái này là 42. Cái này thì mình khá là dễ ôm đá ha. Một thân một cốt thả ra dán xuống. Bởi vì cái đế nó hơi thưa. Còn hai cây thì nó sẽ đặc hơn. 10D 2.300.000 đồng. Gồm luôn cả chậu. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mã số 11D. Em có cây nguyệt quế dòng lá sắn hoa chùm. Dòng này thì rất là xiên hoa. Cây cũng cực kỳ già nha. Em đo tổng chiều cao của cây là được 95. Tán của cây là được 65. Cây này chi tay cũng khá là lớn nha, khoảng ngón chân cái hết trơn rồi ha cô chú anh chị.
Thân cây cực kỳ già. Đế thì đế đều nha. Thân lắc nhẹ nữa. 29 là tổng thân. Đường kính bầu là 43. Tại đế trải đều em sẽ đo đường kính bầu cũng hảo hảo cái đế luôn á ha. Rồi 11D. Em giao lưu cây nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm này với giá là 1.700.000 đồng. 1.700.000 vận chuyển tới nơi, nhận hàng kiểm tra, thanh toán số tiền còn lại nha. Rồi đến với cây 12D. Cây này cũng là lá xoắn hoa chùm, cây lớn nha. Cái này em bó bầu đi nha cô chú anh chị, không có xếp chậu được cho cô chú anh chị mình ha. Phơm tàn thì mịn rồi. Tổng chiều cao em đo chuẩn cây là được 80. 22, 12D nha. Cái này em bó bầu, cây thuần chậu cũng khá là lâu rồi, em đo tổng cái tán. Tán như thế này là được 75. Đế cũng đều luôn. Cái mặt cắt thì khá là ok. Nói chung là cây em sẽ lựa từng cây hết trơn rồi. Có cái lỗi lầm gì em sẽ báo công khai trên YouTube hết nha cô chú anh chị, cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Cũng dễ thương lượng luôn ha. Rồi tổng thân chỗ này em đo là được 31 hoành. Cái đường kính chậu này là được 54 lọt lòng nha, là tương đương với cái đường kính bầu. 12D. Em vận chuyển toàn quốc cây này với giá là 2.500.000 đồng thôi. 2.500.000. Dòng này thì hoa trắng và cực kỳ thơm luôn nha cô chú anh chị. Hoa thì nở quanh năm. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Em ở Tân Lợi 2, Tân Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. Mã 13D. Đây là cây mai chiếu thủy dòng Trung Nu, hàng cụm rừng, cây cực kỳ già nha. Chi tai cốt cành có đủ hết trơn nha cô chú anh chị. Hoa này cũng nở 4 mùa. Chiều cao tổng chuẩn cây là được 85. Tàn ngang là được 90. 13D. Cây hiện tại nếu mà vùng ngoài á nắng nóng quá của chú anh chị mình đảm bảo đủ nước giúp em là được rồi ha. Bầu thì thoát nước tốt để tránh cây úng rễ nha. Đó, bầu khá là lớn. Em đo tổng. Tổng như thế này em đo được là 78. Cây nu đều từ trên xuống dưới nha cô chú anh chị. 13D. Những hàng cồng kềnh như thế này thì phí ship cực kỳ cao nha. Đó, bầu thì rễ mền ăn kín hết trơn rồi. Giá giao lưu 1.500.000 đồng toàn quốc. 1.500.000. Rồi cây này là cây rừa, mã số 14D. Hàng đế sổ, cây cực kỳ già, cốt cành chi tai lớn, chuẩn bonsai. Tổng chiều cao em đo được là 57. Tổng tàn như thế này em đo được là 60. Cái này em mua sao thì em để như vậy nha. Nếu như chơi mình có thể cắt bỏ cái nhành này chơi một thân dáng gì nè, khá là đẹp. Em đo ở chỗ cổ này là được 18. Như thế này em đo là được 59 nha. Nói chung là hàng nó cũng không có bị lỗi lầm gì đáng kể nha cô chú anh chị. Cây sống rất là khỏe, thuần chậu, ổn định. 14D. Giá giao lưu toàn quốc đến cô chú anh chị mình giá là 1.400.000 đồng. 15D. Một cây ổi nha. Ổi này là ổi lê nha cô chú anh chị. Hiện tại là cây đang trái nha. Tổng chiều cao em đo được là 78. Cái tán ngang này là 60. Nhà mình thì điểm đệm một hai cây ăn trái vô ha, rất là có lợi ích luôn. Ổi thì nó rất là bổ dưỡng nha cô chú anh chị. Hàng này thì trái rất là xiên. Em đo cái thân trực này là được 19. Hàng thuần chậu nha. Đế của chú anh chị nhìn kỹ ha, rất là đẹp lên xù rồi. Rồi em giao lưu trọn bộ phí ship cây này có giá là 1.200.000 đồng. 15D, 1.200.000.
16D. Cây này là cây linh sam song hình ghép với trắng phước hồng nha. Tổng chiều cao em đo được là 45. Hôm nay trời mưa cho nên em không có xử lý hoa được nha cô chú anh chị. Rồi, tổng tán như thế này em đo được là 56. Cốt cành chi tay lớn ha. Sức sống thì cũng khá là dai nha. Tại vì dòng này người ta hay ghép. Ghim nó thì rất là khó kiếm nha cô chú anh chị. 22 là tổng thân. Cục nu này là 34. Có một cái đường lũa nhẹ ở đây. Nó đã sành rồi ha. Đang cuốn mép. Thân cây có cái gọng rất là đẹp. 16D. Em giao lưu tới cô chú anh chị mình chỉ có giá là 1 triệu đồng. 17D. Cũng có giá là 1 triệu đồng luôn nha. Hoa màu tím nha. Ủa lộn. Màu trắng. 42 là tổng chiều cao. Cái ghim của nó ra sau này nếu cô chú anh chị mình để thì nó sẽ ra màu tím. Tổng tàn là được 60. Cốt cành ha. Dây này cảm thấy mà ăn quá cô chú anh chị mình về gỡ ra nha. Rồi. Thân như thế này là được 17. Chỗ này em đo được 29. Đế khá là đẹp nha cô chú anh chị, gọng cây khá là duyên. 17D, giao lưu trọn gói 1 triệu đồng tới nơi. 18D, cây ổi xẻ. Dáng vân nhân nha cô chú anh chị. Ổi này thì nó đã từng có trái rồi nha. Chiều cao tổng em đo được là 44. Tổng tán em đo được thẳng thước dây là 55. Cây nhỏ nhỏ nhưng khá là già nha cô chú anh chị. Thân này em đo được là 11 hoành. Mã 18D giao lưu với giá là 600 ngàn. Ổi xẻ nha. 19D. Cây này 500. Tổng chiều cao em đo được là 37. Cây này đang hoa trái nha cô chú anh chị. Tán em đo được là 50. Hoa nè. Trái nè. Đá nhỏ nhỏ hay cưng lắm. Ổi kiển nha. Rồi như thế này em đo được là 13. Trái vẫn ăn được bình thường nha cô chú anh chị. 500 ngàn đồng bao phí ship trọn gói tận nơi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi clip này em có được vài cây mai chiếu thủy dòng trung nu nha. Báo giá cũng khá là mềm cho cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Em xin đo chiều cao. Cái này trung nu nguyên thủy nha cô chú anh chị. 70 là tổng chiều cao của cây. Tổng tàn như thế này em đo được là 58. Dòng này em giao lưu cũng khá là nhiều. Sức sống thì cũng khá là ổn định. Hoa thì quanh năm, khí hậu ba miền. Rồi, đường thân chính là được 15. Có một thân con mẫu tử kế bên luôn ha. Đó, giá giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình chỉ 500 ngàn. 500 ngàn đồng nha. Giá là hôm nay em báo xả những mây mai chiếu thủy này để em nhập lô hàng mới. Thì cô chú anh chị mình em không giảm được nữa ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao tổng em đo được là 66 cây này. Tổng tán ngang em đo được là 54. Khi đi tụi em ép nhẹ tàn vô tí xíu nha. Về gỡ ra giúp em ha. Thân thè nu. Rồi em đo một cái thân mẫu tại đây. Là được 18 hoành. Thuần chậu sống khỏe. Khi đi tụi em có đắp thêm giá thể cho giữ ẩm cây trong suốt quá trình vận chuyển nha. 500 ngàn đồng bao trọn gói. Rồi cây này cũng 500 luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được là 72. Tàn ngang em đo được là 49. Thân cây chi tay có đầy đủ hết trơn rồi. Cô chú anh chị mình chỉ là chăm rồi ra hoa chơi thôi ha. Hoa có cái mùi thơm nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Em đo tổng thân bên đây thôi là được 20. Có cái một vết lũa nhẹ tại thân. Nó rễ nó đã ăn trong đây luôn nè. Rất là mạnh. Rồi giao lưu 500 ngàn đồng trọn gói mã số 22D. 23D. Rồi. Tổng chiều cao em đo cây này được 73. Tán em đo là được 48.
hoa nó nở lai rai nè. Nếu nó nở được đều thì là trắng cây luôn nha cô chú anh chị. 14 là hoành thân của cây. Giá giao lưu chỉ 500.000 đồng, bao phí ship gần 200.000 đồng một cây nha cô chú anh chị. Tương đương 200 luôn. 24D, em có dòng cây ăn trái, cây này là cây Sabo, gọi là hồng sim ở cái vùng khác nha cô chú anh chị. Này là giống Cần Thơ. Chiều cao em báo khoảng tầm 1m2, tàn ngang khoảng tầm 70. Hiện tại cây đang hoa nha. Cây thuần chậu sống khỏe, về của chú anh chị mình cho ra nằm đất cũng được, hoặc là lên chậu luôn cũng ok nha. Bầu này thì mình gỡ bỏ cái phần chậu đen thôi, bê nguyên cái bầu ra. Thân này em báo chuẩn được 6 hoành. Rồi giá giao lưu cây này em báo chỉ với giá là 600.000 đồng, mã số 24D, 600.000. 25D, rồi báo giá cũng 600 luôn. Tàn cao em báo khoảng tầm 1m2. Ủa, cao tầm 1m2, tàn ngang khoảng tầm 70. Giá cũng 600.000 đồng và cây hiện tại cũng đang hoa luôn. Đã từng có trái hết rồi nha. Hoa đang nở. Rồi, quanh thân này là được 7. Giá giao lưu trọn gói chỉ 600.000 đồng. Cây hồng sim nha, Sabu Che. Rồi, cây 26, cặp này là cặp thần kỳ cuối clip của em nha. Hai cây ha, một cặp. Cái này cũng đã từng có trái rồi nha cô chú anh chị. 48 là tổng chiều cao, tàn ngang tầm 30. Cái này hiện tại đang hoa, chuẩn bị cho trái trở lại ha. Trái của nó ăn làm thay đổi vị giác nha. 26D một cặp gồm 2 cây. Tàn này khoảng ngón tay, cây thân khoảng ngón tay út. Bên đây khoảng ngón tay giữa. Rồi cặp này em giao luôn chỉ với giá là 250.000 đồng, mã số 26D. Thì em rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình gần xa thông qua clip này. Tôi xin hẹn lại những clip tới trên kênh. Em xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại.